nhà ơi, nay cùng viên tham quan Tịnh Xá Ngọc Hưng. Tịnh Xá Ngọc Hưng nằm trên đường Điện Biên Phủ. Đường mé sông nha cả nhà. Chị Uyên coi cái hồ này, lúc trước sư trồng sen rồi nuôi cá nữa. Không thấy cái này hết sen rồi. Có người đến viếng chùa nè cả nhà. Chùa sư có trồng bông giấy nhiều lắm nè cả nhà. Một dãy luôn nè. Rồi sư trồng ngoài hàng rào nữa. Bên đây Phật Bồ Tát nha cả nhà. Đây bên đây có chiếc cầu. Có cái cầu nè cả nhà. Ở dưới cái ao này có cá nha cả nhà. Quá là ụt. Chùa Tịnh Xá Ngọc Hưng này là chùa quen thuộc của Uyên nha cả nhà. Hồi trước 7 giờ tối thường đến đây tụng kinh. Mỗi buổi tối cả nhà. Rồi lâu quá rồi Uyên cũng không có đến tụng kinh nữa. Bên đây cái cốc nha cả nhà. Cá, nguyên con cá màu đen nó nổi lên, nó nổi cái đuôi lên, hai ba con nó có nè. Cái liễu. Liễu có bông màu đỏ. Có con mèo. Cái gì con hả? Con mèo dễ thương quá nè. Mèo. Ủa? Cái cưng không? Mèo ở chùa cũng hiền quá nha.
Này cái bông này bữa hổm Yên quay bên chùa bên kia, Yên không biết bông gì. Hồi nãy Yên có hỏi sư kiến á, hỏi xin sư quay phim với hỏi cái bông này nè. Sư nói bông này là bông Huyền Trang nha cả nhà. Nay Yên mới biết á. Hỏi sư rồi sư nói mình mới biết. Bông Huyền Trang. Cái tên cũng đẹp quá ha cả nhà. Nó có trái, nó có bông chùm chùm. Đây, cây này bông nhiều quá luôn. Cái bông của nó cũng đẹp. Chính lên chính điện. Cây bông xương rồng. Chùa sư cũng rộng rãi thoáng mát lắm cả nhà. Lúc Viên đi thì chánh điện nằm ở phía dưới, rồi sau này cái sư sửa lại cả nhà thì phải đi lên lầu. Lên đây gió mát lắm cả nhà ơi. Sư có hai chậu bông mà cúc sư quýt quá trời lớn luôn, mà qua Tết thì tàn rồi cả nhà. Hai bên hai chậu. Phật Thích Ca nha cả nhà. Bên đây thì có thờ tổ sư Minh Năng Quang. Bên Tịnh Xá cả nhà, bên Tịnh Xá thì thờ tổ sư. Có thờ tổ sư.
Uyên đang ở trên chánh điện nha cả nhà. Cây sò có xương, cây sò trái quá luôn rồi. Đây nè cả nhà, Uyên thấy trái nó chín luôn rồi kìa, nó đỏ đầu. Chín luôn rồi, thấy ham quá cả nhà ơi. Trái nó không được lớn mà nó chín luôn rồi nè. Đây Uyên thấy trái cũng bụng bộ à. Thích quá. Uyên thích trồng cây ăn trái đó cả nhà. Chín nhiều quá luôn cả nhà, đỏ đầu quá trời nhiều luôn rồi. Bên đây nữa. Thích quá cả nhà ơi. Trái nó không có được lớn mà nó cũng nhiều trái quá kìa. Uyên thấy nó cả nè. Trái nó lòng thòng nè. Đây Uyên phóng to lại nè, nó chín luôn rồi nè. Nó đỏ đầu luôn á cả nhà. Phía trên này nữa. Ui bên đây nữa. Thấy ham quá vậy. Mẹ nhìn cái sòi sơ trái thấy ham quá kìa. Chín luôn rồi kìa mẹ. Không, chị mới vô đây cho từ xuống rồi. Chưa thấy con không? Không thấy con. Thôi đi về mẹ. Đi. Xong rồi. Thì ở cơ sở chính rồi đó. Hồi nãy mình có xin sơ kiến rồi mà ha. Tới chùa vay thường Uyên có hỏi sư một tiếng cả nhà. Hỏi rồi mình mới quay cúng dường hết nè. Để con xá sư cái. Mình hỏi sư rồi mình mới quay cả nhà. Uyên thường thì Uyên đi bên tịnh xá. Tịnh xá bên khắc sĩ thì thường đi nhiều. Chứ chùa chùa khác Uyên cũng có đi. Nhưng mà lại ít hơn á. Bên khắc sĩ thì Uyên đi nhiều hơn. Sư biết con là chim nữa mẹ. Mẹ chứ con nói chuyện sư nghe á. Dạ mẹ sợ Uyên té. Thấy Uyên sụp sụp luôn. Đi với mẹ sướng lắm cả nhà ơi. Khỏi lo bị té. Mà té cái chắc lăn cù nhèo á. Hồi đó chánh điện ở dưới mẹ. Cái tụng kinh mỗi đêm mình á thì nhờ lên lầu. Từ lúc lên lầu mình cũng có tụng đó mẹ. Cũng có tụng được một lúc á. Dạ. Hồi lúc sư sửa chánh điện trên lầu nè cả nhà. Uyên với mẹ cũng có đến tụng kinh thêm một thời gian. Rồi xong rồi cái cũng nghỉ đi chùa lâu rồi. Bận công việc cả nhà ơi. Cứ lu bu miết. Không đi được. Chứ tối mà 7 giờ chùa tụng kinh á. Mình đi tụng kinh cũng tốt. Trong đó bức hình của tổ sư Minh Đăng Quang nha cả nhà. Tổ sư mất rồi. Sư thờ. Bông huyền trang đẹp quá cả nhà.
Cái tên quá đẹp luôn, Huyền Trang. Hồi đó mình nhớ mình có coi phim phim gì đó Tâm Tạng đó cả nhà. Y nhớ lúc nhỏ cũng tên, lúc nhỏ hay lúc lớn gì nhưng có nhớ có tên là tên Huyền Trang nữa đó. Mẹ ơi, bà lễ phạt đi về mẹ.